Cây đó 70. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay thì My chia sẻ với các bạn cái cách mà trồng cây mận ở nhà cô Dung. Thì cách mà tưới nước hay là bón phân làm sao để cho cây mận săn sóc được tốt và được trái nhiều ha các bạn. Và có nhiều bạn hỏi là cô chia loại cây mận giá bao nhiêu tiền, hoặc là cây ổi, cây nhãn giá bao nhiêu tiền. Thì hôm nay My chia sẻ với các bạn trong video này luôn nha. Cô, cái cây mận nếu mà mình chiết về, mình mới nhánh mới chiết về á, rồi cô mình sang chậu xuống, thì cô nghĩ mình nên tưới sao? Sau một năm mới được sang chậu. Nhưng mình lấy về thì đừng sang chậu liền. Không có sang chậu liền được. Dạ. Phải năm sau mới sang chậu được. Rồi. Khi mà sang chậu rồi á, thì mình cũng tưới, mình trồng vô chậu, mình tưới nước bình thường, làm tuần lễ 2 lần tới 3 lần. Dạ, tùy theo. Nếu mà nắng nhiều thì nắng 3 lần. Còn nắng ít là 2 lần. Dạ. Một tuần. Dạ. Nếu mà xài cái phân Miracle mà cái control nước á, thì lâu lắm mới tưới. Ở nhà, nếu mà xài cái đất này không? Moisture control. Dạ. Nếu mà xài cái đất moisture potting mix á, loại này nó có giữ ẩm nhiều thì nó có độ ẩm nhiều, tưới ít thì 3 ngày hả? Tại vì nó có cái moisture control trong đây. Dạ. Là nó có cái chắc cái peat moss nhiều. Dạ. Cái độ cái compost nó nhiều hơn. Dạ. Thành ra nó mịn á, nó giữ nước ẩm lâu lắm. Dạ. Cũng như cô chồng cô lấy cái này á, cô trồng cái lá dứa cô đâu có tưới nước đâu. Dạ. Rồi ba cái nhiệt độ này nè, nó ra rồi nó rớt mồ hôi vô đó. Dạ. Cả tháng rồi thì cô còn không có tưới nữa. Nếu mà đất potting mix bình thường thì nó potting mix bình thường là cái bịch này nè thì mình phải tưới sớm nó. Phải coi chừng đang. Dạ. Canh tưới nó. Tại. Dạ. Cái này nó không có control, còn cái này nó control rồi nó bỏ cái compost, nó bỏ compost nhiều á. Ừ. Thì tất cả cây mà cô chiết xuống á, có khi cô để tới 3 tuần cô lại cô thăm chừng. Cô thăm chừng đó, nó còn độ ẩm thì cô. Dạ. Không tưới nữa. Mà cái lúc đó là nuôi, còn bây giờ sau khi mà mình trồng mình đem cho ra nắng rồi thì nó khác các bạn, mình phải mình phải canh ví dụ như 3-4 ngày mình mới tưới một lần nếu. Dạ. Mà đất nó còn ẩm ha. Dạ, dạ. Còn nếu mà đất nó ít ẩm thì 2 ngày tưới. Đó. Nhưng mà mận là không có thích nước nhiều hết cô ha. Mận mà khi nào mà cây bự như vậy nè thì. Dạ. Tưới nó cũng từng 2-3 lần. Từng mà nó còn nhỏ thì mình trong chậu thì mình tưới nó, mình xài cái phân đó mình tưới 2-3 tuần mình thăm chừng đó. Dạ. Mình để cái tay gì nè, để cái tay nè mình thấy nè, cũng như là cái cây này cô xài cái phân đó nè nó độ ẩm lắm. Dạ. Nè để vậy cái thấy ướt cái tay mình rồi. Dạ. Như cái đất nó còn ẩm á, nó còn ẩm thì mình đừng không có tưới. Mình lấy cái tay mình rờ vậy nè đó. Dạ. Còn nếu mà mình xài cái loại phân khác á, đất mà khác nó đất nó mau khô á. Dạ. Thì mình thấy rờ vậy thấy nó khô thì mình tưới. Dạ. Đó, cô cứ chắc vậy là chắc ăn nhất. Dạ. Chứ còn mình nhìn á không có đoán biết được. Dạ. không đoán được. Với lại các bạn xài cái loại potting mix nào. Dạ. Potting mix mà nó để kiểu quá nó control quá là mình ít tưới nước. Dạ. Rồi nếu mà cô săn sóc lúc mà tết á, ví dụ như cây này tháng mấy thì cô cắt nhánh tỉa rồi bớt tới mùa xuân. Mùa xuân ha. Tất cả các cây đều là mùa xuân. Đầu, tháng 2, tháng 3 là mình tháng 2, tháng 3 là tỉa nó. Khi nào mình thấy cái cây của mình nó tùm quá. Dạ. Nó lâu năm rồi nó tùm quá mình cắt xén cho nó gọn lại. Dạ. Thì mình hả cắt, hả trim. Còn nếu mà cái cây mình còn nhỏ nó không cần phải cắt trim. Khi như nào, cây này của cô ví dụ cô như mới trim hồi năm rồi. Dạ. Cô trim hồi năm rồi. Năm nay chiết nhiều quá thành ra nó không có đậu trái. Dạ. Nhưng mà nếu mà năm nay mà cần tỉa thì cô cắt khoảng bao nhiêu, ví dụ như một nhánh này. Bây giờ nó ngắn quá không có tỉa, khi nào nó ra dài cái này nè rồi mới tỉa ha. Mới tỉa cái tỉa. Dạ. ngắn rồi lại lá lên. Thì mình lặt hết luôn. Lá những cái lá già như lá già như vậy cỡ này nè. Dạ. Thì mình lắc bỏ lặt bỏ hết đi luôn lúc mà cuối mùa đông á ha. Khi mà qua mùa xuân tháng 2 với tháng 3 mình trim cây được rồi. Dạ. Rồi lúc đó mình cho vô phân luôn. Mình vô phân vào tất cả các cây á, mình phân bón nó vào cuối mùa đông, phân giống như cây mãng cầu vào cuối mùa đông á hả cho phân. Dạ. Đó. Rồi mình cho phân xong rồi cũng 2 tuần mình cho 1 lần nữa cho tới khi mà bông nó có nhiều rồi thì ngưng. Đúng rồi. Dạ. Khi nào nó ra bông á, mình kích bông nó ra bông rồi thì mình ngưng. Dạ. Dạ. Cho một chừng 2 lần kích bông á, một trong tháng á 2 tuần bỏ 1 lần. Mình xài thêm cái ba cái đất này nè, trong đây nó cũng có 3 tháng 6 tháng nữa mày. Dạ. Đất mình nó cho cái thêm á, ví dụ mình tưới riết cái đất nó
nó thụn xuống thì mình bồi thêm đất. Bồi thêm đất, ví dụ như xài cái phốt pham đi. Dạ, cho nó có dinh dưỡng. Dạ, nó có dinh dưỡng trong đây thì khỏi bỏ phân kia. Dạ. Với xài cái phốt pham. Dạ. Các cây ổi không hột mà cô Dung đang nuôi đó, cắt nhánh rồi đó các bạn, thì là mới chỉ 50% sống thôi à, nên mình phải bỏ vô chậu mình dưỡng. Nó ra thì nụ. Bây giờ cô dưỡng rồi nè, nó ra rễ, nó ra nụ non rồi. Nó ra độc non rồi đó thì cô cho biết khoảng dụ như giá khoảng ví dụ như cây này cô để khoảng nhiêu tiền à, thí dụ như cây này 120, cây này 130, cây đó 70, thí dụ vậy đó. Cái này nó cao hơn. Nó cao hơn thì xê xích 10 đồng, 20 đồng vậy thôi. Dạ, các bạn nhìn là sẽ biết, để cho mình biết giá là cây của các bạn mua, trội cái gốc cũng bự quá chừng. Gốc nó to. Dạ, nó to mà nó cũng khỏe. Còn cái mận này nó có bao nhiêu tốt? Cây đó 70. Mận này 70, mận này là cái giống gì? Cái Black Pearl, Hắc Trân Châu. Hắc Trân Châu. 70 là con nuôi vậy luôn đó hả? À, nuôi rồi, nó ra lá mới rồi đây. Nó ra nụ mới nè, là cái này mới á, cái này mới nè, đây nè, nó ra nè. Dạ. Nè, đây nè Nam My, nè, nó ra đó. Dạ. Đó. Nhánh cái này nhánh đồng đều đẹp quá luôn à. Cây đó rất đẹp. Dạ. Dạ. Nó ra nè, cái độc mới nè. Đó, đây nè, đây nè, đó, thấy không? Đó là nuôi nó sống như vậy mới giao. Dạ. Mới giao cho bán ra cho khách, chứ còn mình có nhiều người ta không có kinh nghiệm, ta không biết nuôi á, mình đưa nhánh nó dễ chết lắm. Đúng rồi, không biết. Không biết nuôi á. Dạ. Thiếu nước cũng chết. Đó, là cái này nè. Đó, cái này là nụ mới của nó đây. Đó. Dạ. Đây là ổi Đài Loan không? Đây nè, ổi Đài Loan nè, nó ra nụ hết rồi nè. Những cây vậy là nhiêu cô? Dạ. Thí dụ như cái này 120, cái này 100, cái cây đó 100, thí dụ vậy đó, cái này 120, cái này 100, thí dụ vậy đó. Cái này 120 ha. Dạ. Nói cây này 100 nè, nó thấp. Dạ. Cái này nó thấp. Ở được hai nhánh ngon lành kìa cô. Ừ. Đó. Và ngon lành hai nhánh đưa ra. Nè. Đây nè, My thấy nó ra không? Cái này mới nè. Dạ. Đó, cái này mới nè. Đó. Là nó sống rồi đó. Đó. Nó bảo đảm nó sống rồi đó. Đây là cái trên 1 tháng rồi đó cô hả? Nuôi. Các đó các bạn sang năm mua về, sang năm tháng 4 tháng 5 mà trồng dưới đất thì là được rồi đó. Dạ. Nha. Còn nếu mà sang chậu mà trồng ở trong chậu thì các bạn sang năm sang ra cái chậu. Vậy đó. Trời, cây này 3,5 gan. Con này à. Đó. Ừ, đó. Nè, ở trong hộp bữa này cây nhãn nè các bạn ơi, cây nhãn này mới ngon nè. Cây mận nè, cây mận ra đó. Ồ, cây mận nè. Đó. Đó. Trời, thấy cái lá này là muốn ăn mà cô. Dạ. Yeah. Cái mận gì nhánh ngon quá cô, đẹp dạ quá cô. Đó đó cái mận đó. Cái xếp nó đẹp quá. Cây này 60. Cây này 60 quá hả? Cây này 60, cây này thí dụ như cây cao lớn hơn ơi. Thì 70, cây 60 vậy đó. Cái này là gần 3 gan. Ừ. Cái này 60 hả cô? Dạ, 60. Nó tùy theo cái cây kia nó mập bự hơn. Cây kia 70 hả? 70. Như cái thí dụ như cây này nó cũng giá nó cũng cỡ 60-70 cỡ khoảng đó à. Thì nói chung khoảng đó thôi các bạn ha. Đây nè, rồi nhánh nhánh non không nè, thấy không? Đó, đó là sống rồi đó. Cái này nó đang ra mầm nè. Đó. Không đây nè, thấy thương không? Nhìn này là mừng nè. Cái này cây gì cô? Cây trái giải. Ồ, cây trái giải. Của cậu Việt á. Bữa hôm nó ra đây nhiều lắm, cô cắt bớt rồi, theo nó ngắn lại. Còn cái nhãn này ra đẹp, bữa cái nhãn mình cắt xuống đó mi. Bữa mày vừa rồi quay video lúc chiếc nhánh chỗ này nè, mình cắt nè. Dạ. Cắt hôm nay nó đâm bên này nhanh dữ á hả? Ừ. Một gan tay luôn. Ừ, nó ra đó. Xum xê. Cái nhãn này bao nhiêu cô? Cái nhãn đó 100. Trời ơi. Rẻ quá các bạn. Cái này là giá mềm nha. Cô đặc biệt cho khách cho của sức khỏe heo tiếp á, đúng rồi. Cái này cao á nha các bạn. Cái này rất là cao luôn nha. Cái gốc cũng bự nè. 1 gan tay, 2 gan tay, 3, 4, 5, 5 gan tay lên. Sau này ra xung xê nó còn nhanh hơn nữa. Nó này nó rễ nó bắt ở dưới này nè, có cái gốc bự vậy không? Rất quá chừng bự luôn. Đó. Mà cái này trời, cái này là mấy cái đọt mới không à, bữa hôm mình trụ lũi bữa nay nè, đọt này đọt mới á. Dạ. Nó ra nó lên nè. Ừ, đó.
Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc cho các bạn tìm được một giống cây mình thích và mình trồng được tốt ha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản của My nha. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè ha. My chúc cho các bạn trồng luôn được tốt. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.